Trước khi vào video thì các bạn cho S xin vài giây để kiếm thêm bát mì nhé. Mình xin được giới thiệu đến với các bạn tựa game tên là Honkai Star Rail, là một tựa game nhập vai với chủ đề khám phá vũ trụ kỳ ảo. Nơi bạn sẽ nhập vai trở thành một nhà khai phá, cùng với những người bạn trên chuyến tàu Astro phiêu lưu đến các vì sao trong vũ trụ, khám phá những bí mật chưa lời giải còn ẩn chứa ở nơi đây. Game mang tới rất nhiều những hoạt động và trải nghiệm như tìm kiếm dương báu, giải đấu, tìm hiểu câu chuyện của các nhân vật hay các NPC. Game được phát triển bởi Hozovert, đồng thời cũng là nhà phát triển cho siêu phẩm đình đám Genshin Impact. Honkai Star Rail mang tới cho người chơi một trải nghiệm hoàn hảo, hoàn mỹ về cả hình ảnh và âm thanh. Game được hỗ trợ trên nhiều nền tảng như mobile, PC và tới đây là PS4 và 5 với đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Honkai Star Rail mang tới người chơi một trải nghiệm khác biệt với lối chơi chiến đấu theo luật hoàn toàn mới, đòi hỏi tính chiến thuật cao nhờ sự kết hợp của hệ thống nhân vật, trang bị đa dạng với yếu tố đặc biệt như thuộc tính nguyên tố và vận mệnh và sắp tới đây chính là bản cập nhật 1.1 mang tên dạo bước ngân hà. Tâm điểm của phiên bản cập nhật lần này là sự xuất hiện của hai nhân vật mới, hai siêu hỗ trợ cực kỳ bá đạo. Đầu tiên là Sói Bạc, là một siêu hacker thiên tài hàng đầu vũ trụ. Trong chiến đấu, Sói Bạc có thể thêm điểm yếu cho kẻ địch từ đó mở ra những lối chơi, đội hình sáng tạo chưa từng có với sức mạnh khó có thể ngăn cản. Nhân vật thứ hai là Lotra, với một quá khứ bí ẩn vị thương nhân luôn mang bên mình một chiếc quan tài lớn, là một người khó lường và luôn bình tĩnh trước mọi sự việc. Thế nhưng, anh lại là một người đồng đội đáng tin cậy, một healer hồi máu hàng đầu, đồng thời còn sở hữu khả năng gây sát thương lan và xóa bùa lợi của kẻ địch cực kỳ hữu dụng và ở bản cập nhật sắp tới. Game còn tặng thêm cho người chơi hai gift code mới cho anh em kiếm thêm quà. Cốt đầu tiên là từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 và cốt thứ hai sẽ từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 7. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Honkai Star Rail về và trải nghiệm ngay đi nào? Chi tiết link vào gip code mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận. Nhân vật chính của chúng ta là Ao, cậu sống trên một hòn đảo cùng với cô bạn của cậu là Nazu. Cô có mắc một căn bệnh gì đó chỉ vì năng lực đặc biệt của cô, mà theo như được biết thì năng lực đó có tên là Juta. Tối đó, cả hai đã lên rừng để tìm lại con lười mà Nazu đã cứu khỏi một đám cháy. Cậu muốn cô cứ để nó trong rừng nhưng cô thấy nó không có gia đình nên sẽ rất nguy hiểm khi ở một mình. Ao đã tìm được và sau đó đưa cả hai về nhà, còn cậu phải đi hái nốt xoài về. Cậu muốn Na Du đừng có ra ngoài vào ban đêm nhưng nếu đến giờ mà Ao chưa về thì cô sẽ gọi cảnh sát. Trong lúc đó, một thanh niên tên là Gazel đang cùng hai người bạn đi vận chuyển hàng hóa cho quân đội Nhật và hai người bạn không tin tưởng lắm và nghi ngờ thiết bị quân Nhật đưa cho Gazel. Anh ta nghịch thử thiết bị thì đột nhiên xe gặp trục trặc khiến anh ta lao ra bờ biển vô tình thì suýt đụng chúng ao. Gazelle tức giận không biết cậu làm gì ở đây nhưng ao cho rằng cậu đã suýt chết chỉ vì anh ta không biết lái. Ông bạn chạy đến cản Gazelle lại vì họ vẫn còn việc phải làm. Anh ta chạy lại lấy hàng và ao lại vô tình lấy được cái vòng gì đó. Đột nhiên người bạn còn lại của Gazelle phát hiện xe anh ta đã bị hỏng động cơ nặng và trường hợp này chưa từng thấy lần nào trước đây. Anh ta biết ao sống ở nhà ông Fukai và ông thì lại có phụ tùng cho xe này nên anh ta muốn cậu nộp ra một ít. Đột nhiên chiếc xe bị hỏng của Gazelle xuất hiện phản ứng lạ, đột nhiên vài giây sau nó phát nổ và tạo ra một cột năng lượng sáng chói khắp hòn đảo. Ao sau đó đã chạy trước còn bạn bè muốn Gazelle chạy đi nếu không mọi chuyện sẽ hỗn loạn hơn. Một vệ tinh ngoài không gian vô tình bắt được sóng tín hiệu từ vụ nổ ban nãy và biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ao thì đã kịp chạy về nhà để Na Nazu biết cậu vẫn ổn, nhưng cô biết chắc chắn là có chuyện lớn đã xảy ra, Gazelle cùng đồng bọn đã phải tẩu thoát sau khi thấy nguyên một sinh vật to đùng xuất hiện trên bãi biển. Gazel muốn trốn ngay nếu không gặp quân Nhật trong mớ hỗn độn này là đi toi. Trong lúc đó ở ngoài biển, một chiến hạm biết thứ ánh sáng phát ra từ đảo kia có vẻ rất nguy hiểm. Ao lúc này buộc phải đưa Nazu và con lừa trốn đi và cậu vô tình thấy một thứ khổng lồ xuất hiện ở chỗ ánh sáng kia. Cả hai bị đâm vào ven đường và Nazu không biết chuyện gì đang xảy ra, người dân lúc này đang dần được sơ tản đi. Ao thì biết được thứ vừa rồi là quái vật gì. Cậu lo lắng không biết nên nói gì với ông. Cậu về đến nhà thì gặp ông đang lên đường đến bệnh viện. Ông muốn cậu ngày mai chuẩn bị mà đến lễ kết nạp và rồi ao cứ thế nhìn ông ra khỏi nhà mà không nhắc ông về điều đang xảy ra ở phía bên kia đảo. Trong lúc đó, nhóm Gazelle đã đi giao hàng đến khách thành công nhưng họ nhận ra là Gazelle đã giao thiếu một món và nó lại vô tình là thứ mà ao đã lấy được. Ao đã ăn tối xong thì lại đi gọi cho Nazu để hỏi thăm tình hình bên cô. Cậu không dám qua nhà vì bố cô luôn khó chịu với cậu. Cả hai tranh cãi một lúc về việc ao luôn lấy cái lý do này để không sang nhà cô. Tranh cãi một lúc thì Ao đành chịu thua mà tắt máy. Sáng hôm sau, nhóm Gazelle quay lại bãi biển tìm đồ vì khách cho anh 12 tiếng để kiếm lại. Giữa bãi biển chỉ còn một cái hố khổng lồ. Tìm mãi không ra nên họ nghĩ có thể Ao đã lấy đi. Gazelle nghĩ rằng cả nhóm anh đang vướng vào rắc rối vì chỉ một đêm mà cả tấn chuyện xảy ra. Xung quanh thì chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng biển. Trong lúc đó, Ao và Na Du đang chuẩn bị lễ nhập học thì vô tình xuất hiện cùng lúc hai cột sáng giống như tối qua. Tổ chức ở ngoài không gian kia đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa người xuống đối phó, trong lúc đó, Ao đã lạc mất ông và Du nên chạy đi tìm thì nguyên quả thiên thạch rơi xuống cậu gọi thử thì đường dây sập và mọi người muốn cậu chạy đi, nhưng thứ kỳ lạ tối qua một lần nữa tìm đến và bắn phá khắp nơi, cậu bất lực chạy đi và nhận thấy con người chẳng thể nào chống trả nổi, đột nhiên chiếc vòng rơi ra và phát sáng, cậu cầm lên thì vô tình nhớ lại hình ảnh mẹ cậu cũng có chiếc vòng tương tự, nhóm GaZeo tìm đến đòi lại vòng thì cậu đã chống trả và quyết không giao nó ra. Gazelle hiểu cậu vẫn còn cố chấp nên quyết định đưa cậu đi theo và có thể họ sẽ làm gì đó để cứu hòn đảo này. Trong lúc đó hải quân của hòn đảo bị đội cảnh vệ quốc nhắn đến là phải để tàu của người Nhật rời đi, quân Nhật cũng chẳng muốn dính vào nên sẽ rời đi như bên kia muốn. Một thiết bị gì đó trên tàu quân Nhật đã phát tín hiệu con quái vật ngoài biển đột nhìn lại quay sang nhắm vào nó. Gazelle đã cho Ao biết chiếc vòng này là chìa khóa cho một thứ vũ khí của người Nhật. Anh đang dặn là giao hàng đến cho chúng dù là kẻ thù để chúng chiến đấu với quái vật thay nhưng nếu quân nhật không giúp thì họ sẽ cướp thứ vũ khí đó sau khi xác định được con tàu thì gazel đã lái đến đó và dự định sẽ thực hiện phi vụ cướp bóc anh ta bắn dây móc vào tàu nên quân nhật đã bắn cảnh cáo vài phát đột nhiên con quái vật kia bắn thẳng vào con tàu khiến nó dần chìm xuống và kéo theo cả nhóm của gazel ao đã đập cửa kính và rồi rơi khỏi xe cậu bám được vào thiết bị trên tàu này và gazel cho biết cậu đang giữ chìa khóa của nó nên hãy vào mà chiến đấu cậu đã trèo vào và khởi động máy móc lên để sẵn sàng giao chiến Ông của Ao lúc này đang đi tìm cậu thì vô tình tìm được gia đình của Nazu. Ao lúc này đã chìm và chưa thành thạo lắm nên chỉ cố mày mò và đột nhiên chiếc vòng đã đồng bộ được với cỗ máy và trao cậu quyền điều khiển. Cậu lái chiếc phi cơ lên khỏi mặt nước và ga gieo biết chắc cậu đã làm được. Trong lúc đó, tổ chức ngoài không gian kia lại vô tình bắt được tín hiệu về cỗ máy mà Ao đang lái dù nó đã mất tích được hơn một năm nay. Ao thì đã lái phi cơ vượt qua con quái vật rồi hóa thành chiến giáp cưỡi và lướt. Cậu cố lấy can đảm và rồi lao lên quyết đấu bố của na du thì không ưa lắm ông của ao vì ông đã cứu lấy mẹ cậu và khiến hòn đảo này chịu tai ương từ việc đó nhưng ông cho rằng lũ trẻ không liên quan đến việc này và ao cũng vậy cậu lúc này đang cố giao chiến với con quái vật nhưng vũ khí không có thì cậu chẳng thể làm gì cậu đành dẫn dụ nó đi để nghĩ cách đối phó nhưng tổ chức cảnh vệ quốc tế kia giờ mới tìm đến và nhận thấy người lái con robot kia là một kẻ nghiệp dư vì không ai lại dẫn con quái vật đến chỗ quả thiên thạch kia cả cậu lúc này mới nhận ra bản thân hơi sai khi dẫn nó về đây có điều nhờ việc đưa nó đến đây mà thiên thạch đã khiến năng lượng của cậu bị nhiễu và con quái không thể xác định được vị trí của cậu. Cậu sau đó đã lao ra khỏi làn khói khiến nó lao đến cắt đi một tay của robot. Cậu cho tóm lại và dùng cánh tay đó đâm thẳng đầu con quái khiến nó bị tiêu diệt. Nhưng khi cậu tỉnh dậy thì thấy người dân trên đảo đang ném đá cậu vì cậu có màu tóc ngọc lam. Cậu cũng nhận tín hiệu từ đội cảnh vệ quốc tế nên đành lái robot chuồn đi. Cô gái lái robot xanh đây đã bay theo để tìm thì lại vô tình gặp cậu nằm trôi trên mặt nước. Cô đã cứu ao và vì vẫn chưa biết cậu đã lái con robot nên cô đành phải để cậu đi. Cậu về đến nhà thì nghe việc quân đội đang chất vấn ông cậu vì giờ ao đã bộc lộ bản chất và bị người trên đảo nói là cậu có màu tóc ngọc lam. Cậu giật mình xem thử gương thì màu tóc cậu đã giống với mẹ năm xưa, bà cũng từng bị kỳ thị nên đã cố nhuộm đen mái tóc này. Trong lúc đó, Nazu vô tình nghe được vấn đề của ao nên đã trốn đi khỏi bệnh xá. Cô tìm được ao ở nơi cậu thường lui tới và cậu biết bản thân đang bị săn đuổi. Bởi chính mái tóc và lý do cậu là một người ngoại quốc như mẹ. Cô không ghê tởm cậu nên cậu đã quyết định cho cô xem con robot mà cậu đã dùng để bảo vệ đảo. Cậu không có ý định dùng lại vì như vậy cậu sẽ bị ghét nhiều hơn. Trong lúc đó, phi cơ màu đỏ vẫn còn ở lại chỗ của thiên thạch thì vô tình trực thăng của quân đội tìm đến. Lúc gọi về cho đồng đội thì cô gái đã lái phi cơ đỏ cho biết bản thân đã vướng vào rắc rối. Nazu và Ao thì đã đi tìm lại con lười những đường thì bố cô cũng những người khác đã vây bắt Ao và đưa cậu đi. Trong lúc đó... Nhóm của Gazel đã tìm được con robot nhưng chẳng làm cách nào để đưa được nó đi, vì điều khiển cũng không được mà đưa đi thì quá lộ liễu. Ao thì lại không muốn lái. Trong lúc đó, cô gái tóc vàng đã cứu Ao đã gặp một cô bé cầu cứu nên cô đành đi lấy phi cơ để đến giúp. Ông chỉ huy đây không hiểu sao những phi cơ đó chỉ có những người trẻ tuổi mới lái được. Vì lỡ đề cập đến Ao nên ông xếp đây đã hỏi ông chỉ huy kia thêm thông tin về Ao và giao việc đi gặp mặt với bên cấp cao của đảo lại cho cô sĩ quan cấp dưới. Cô muốn được nghiên cứu về khối thiên thạch để tránh việc quái vật di kia tìm đến, nhưng họ từ chối vì chưa từng nghe việc quái vật xuất hiện một nơi hai lần. Cô sau đó đã đi đón cô gái phi công tóc hồng và dặn cô đến tìm tóc vàng rồi để mắt tới khối thiên thạch kia. Ao lúc này đã có một cuộc nói chuyện với người đã bắt cậu. Ông cho biết bản thân đã từng gặp cậu và mẹ cậu 10 năm trước. Bà của Na Du cũng kể cho cô biết về chuyện đã xảy ra năm xưa. 13 năm trước, mẹ của Ao vô tình rơi từ trên trời xuống. Người Mỹ tìm đến thì ông của Ao đã giấu mẹ cậu đi. Mọi người đều nghĩ cả Ao lẫn mẹ cậu là người ngoài hành tinh hoặc người ngoại quốc. Bên Ao cũng nghe rằng, lúc cậu lên 3 tuổi, khối thiên thạch có xuất hiện gần đảo nên mẹ cậu lúc đó đã bị người Mỹ bắt đi. Khối thiên thạch sau đó cũng co lại khiến người ta nghĩ mẹ cậu là lý do dẫn đến tai họa. Cậu cho rằng bản thân chẳng làm gì sai và mấy cái đó là buộc tội vô căn cứ, nhưng người dân vẫn cứ thế ghét cậu. Trong lúc đó, Gazelle muốn tìm cách cứu Ao và anh ta sẽ làm một chuyện điên rồ. Còn ông sếp cũng đã tìm đến đây vì muốn được gặp ao. Ông vừa vào gặp ao thì vô tình ga cùng nhóm bạn đâm thẳng vào và đưa ao vào xe trong nháy mắt. Vô tình người đã bắt ao lại chính là cha của ga Anh đã chống đối lại cha vì anh thấy bất công cho ao. Họ đã luôn đối xử tệ và đổ lỗi cho cậu trong khi họ mới là những kẻ hèn nhát không chịu chấp nhận nắm lấy cơ hội này để giành độc lập. Anh đưa cậu lên trên trời thì vô tình gặp một con quái vật di to hơn ở trên này. Nhưng ao không muốn chiến đấu mà chỉ muốn đi gặp ông. Cậu đến nơi thì thấy phòng khám của ông đã bị người ta đốt. Ông không cho phép cậu ghét họ vì suy cho cùng vì yêu hòn đảo này và muốn bảo vệ nó nên họ mới như vậy. Cậu thấy ông vẫn giữ ảnh cậu với mẹ, cậu đã thay đổi suy nghĩ và muốn ông hãy chạy đi. Cậu đã gặp lại nhóm của Gazelle và quyết định chiến đấu. Trong lúc đó, bên đội bảo vệ quốc tế kia đã phải cử người đi chiến đấu với cả con tàu của quái vật gì. Họ cho bên quân đội biết rằng quái vật có khả năng vô hiệu hóa những vũ khí cơ bản của con người như tên lửa nhưng vũ khí từ những robot thì lại có thể xuyên qua. Phi cơ đỏ đã hóa dạng và bắn trước vài phát. Địch bắn trả nhưng không thể trúng do cô đứng gần khối thiên thạch. Phi cơ xanh cũng bay qua bắn vài phát thì địch thả luôn ba con quái vật nhỏ ra. Cả hai chia nhau bắn hạ và lại quay về vị trí gần thiên thạch để ẩn nấp. Chúng sau đó đã thả toàn bộ quái vật xuống để tấn công. Ao lúc này đã vào trong robot vì giờ không chiến đấu thì sau này cậu sẽ hối hận. Cậu nhớ lại lúc mẹ đã cho cậu thấy về chiếc vòng và cho biết với thứ này thì con robot sẽ nhớ đến cậu và nó vẫn nhớ đến tên của ao thật. Cậu đã lái chiếc phi cơ ra trận và trong lúc đó, việc ao lộ diện đã vô tình khiến cậu trở thành tầm ngắm của quân đội. Bên ông sếp kia cố gọi qua cho ao nhưng cậu không hiểu cách sử dụng radio nên con robot đã thiết lập cho cậu chế độ đơn giản nhất để cậu điều khiển. Hai cô gái phi cơ kia thấy con người đưa phản lực ra bắn quái vật một cách thừa thãi thì buộc phải lao lên, một người ở sau một người lên trước và cô gái tóc vàng đây lại là người bị xếp gọi đến và nhờ cô đi trong chừng ao giúp cậu lúc này đã tìm ra cách hóa robot và lấy vũ khí ra nhưng cậu quên mất vụ tay kia bị mất nên làm rơi luôn vũ khí cậu lỡ đi vào vùng nguy hiểm buộc cô gái tóc vàng phải đến cứu cậu cô đưa cậu lại mặt đất và nhận ra cậu chính là người cô cứu lần trước cô cho biết cậu vừa đi vào vùng hoạt động của đám quái bao quanh con tàu của chúng sẽ có một vùng cho chúng hành động vì lúc này họ ở mặt đất và ngoài tầm nên chúng sẽ không tùy tiện tấn công cô muốn cậu ở yên còn cô sẽ quay lại chiến đấu cậu không muốn ngồi không nên đã nhờ cô và đồng đội dụ hết quái đi còn cậu sẽ xông đến tàu chính để phá hủy nó cô sĩ quan đây không tin tưởng vào một kẻ nghiệp dư lái robot hỏng như cậu nhưng ông xếp sẵn sàng đặt cược vào ao cả cô gái tóc vàng và ao giờ đã có thể giao tiếp với nhau qua radio và ao chỉ có hơn một phút để giải quyết con tàu cậu đã bay theo sau cô và nhận vũ khí mà cô thả ra vì robot của ao là đời đầu tiên nên cậu có thể tương thích với mọi vũ khí từ những robot khác cậu giải đạn khắp con tàu và ngay khi đám quái phát hiện ra thì cậu đã đến được động cơ và xả đạn vào đó khiến toàn bộ phát nổ. Ngày hôm đó, nhóm Gazelle phát hiện đội cảnh vệ quốc tế đang làm gì đó với khối thiên thạch. Anh để một đứa bạn ra làm mồi nhử và sau đó cùng người còn lại lẻn vào. Cả hai phát hiện ra hai phi cơ kia đang lấy ra từ trong đó ra một khối gì đó giống y đúc thứ mà anh ta đã thấy trong xe tối hôm trước. Khối thiên thạch cũng dừng hoạt động. Anh ngay lập tức chạy đi về để ngăn việc ao bị đưa đi. Nhưng lúc này cô sĩ quan và ông sếp đã tìm tới nhà của Nazu để gặp ông của Ao, họ muốn được đưa Ao về chăm sóc, nhưng ông muốn để Ao tự quyết định, Nazu cũng muốn biết Ao đang ở đâu vì thiếu cô Ao sẽ rơi vào tuyệt vọng. Vài ngày sau, Ao đã được đưa đến thành phố. Anh trai đây sẽ phụ trách việc hướng dẫn cậu. Ngay tại thành phố, cậu vẫn thấy nhiều người biểu tình phản đối chiến tranh và anh trai cho biết là ngày nào cũng có mấy vụ như này. Anh đưa cậu đến gặp chị gái để ăn một bát mì nhưng khi chị anh ta vào trong thì lại đang cố liên lạc với bên cục tình báo để giao nộp ao cậu nghe được và anh trai đây cũng bất bình nên đã đưa cậu đi anh đưa cậu đến chỗ ông xếp và cậu gặp lại na du ở đây ông xếp đã cho ao nghe về lời nhắn của ông cậu rằng con robot đó thuộc về mẹ cậu và bà đã từng lao nó vào chỗ của quân địch và không bao giờ trở về ông lo cậu sẽ như vậy nên hy vọng cậu đừng chết không ai biết chuyện đã xảy ra với mẹ cậu nên cậu quyết tham gia để tìm ra sự thật về mẹ Nazu cũng muốn đi nhưng vì bệnh tình của cô nên cậu không thể để cô đi, Nazu giao lại con lười cho cậu để cậu có thể luôn nhớ đến cô. Phản lực của quân đội trên đảo đã tìm đến hòng bắt bằng được Ao. Cậu đã đến chỗ của con robot mà anh trai kia giấu đi và lái nó đến tàu của quân cảnh vệ quốc tế và rời đi, lúc lên phòng chỉ huy, cậu thắc mắc con lười đâu thì chẳng ai thấy, con lười lúc này đã vô tình tìm ra nhóm bạn của Gazelle vì họ đã trốn lên đây. Ao giờ đây đã có thể làm quen với hai cô gái Cô tóc vàng là Phle còn tóc hồng là Elena. Cậu lúc này đã có thể thấy trụ sở của họ. Nhìn khá hay nhưng cậu không hiểu lắm về lý do họ xây như này lúc đến nơi hạ cánh. Nguyên một đội kỹ thuật đã chuẩn bị để bảo trì lại phi cơ và ao gặp được Alex. Ông là trưởng phòng kỹ thuật và cần gặp cậu. Ông cho biết cánh tay sẽ cần 4 giờ để sửa và ông sẽ điều chỉnh để hợp với cách chiến đấu tốc độ cao của cậu. Sếp đã gọi cậu đi theo nhưng cậu lo cho con lười thì sếp cho biết cô sĩ quan Rebecca sẽ tìm nó thay cậu cô vô tình tìm được ba thanh niên đi lậu cả ba đã rơi thẳng về phía cô cô sút ga gieo ra và anh thì lại muốn đến gặp chỉ huy của cô ao lúc này đã được đưa đi kiểm tra qua phân tích thì cậu khác người thường ở một điểm là mắt vì mắt của cậu có khả năng nhìn thấy những sóng điện từ mà mắt thường không thể thấy đại loại là như sóng điện từ hay tia cực tím cậu thắc mắc bản thân ra sao thì sếp cho biết cậu hoàn toàn bình thường màu tóc này chỉ là di truyền từ mẹ cậu Phở sau đó đã dẫn cậu đi tham quan căn cứ và cho cậu biết nơi này có rất nhiều phi công khác ngoài họ. Cô dẫn cậu đến khu ký túc thì nhận ra là quên chưa hỏi cấp trên về thể ID của cậu. Đột nhiên TV đưa tin về việc con lười đang chạy lung tung khắp căn cứ và tôi thắc mắc sao con lười lại chạy nhanh được như này. Ao lo lắng nên quyết định chạy đi tìm. Trong lúc đó, Gazelle đã đến gặp chủ tịch của nơi này và hỏi ông ta về thứ mà ông ta cho người lấy ra khỏi khối thiên thạch. Anh ta bắt đầu thắc mắc liệu tổ chức này có thực sự là một tổ chức tình nguyện như thế giới biết hay không, vị chủ tịch thấy họ có vẻ thú vị nên sẽ thỏa hiệp. Ao lúc này tìm đến một khu vực đông đúc và thấy con lười của cậu đang ở cùng một đội phi công khác. Còn Fle lại vô tình chạm mặt Gazelle và nhóm anh đang đi cùng Rebecca. Anh nhận ra cô là người đi cùng Ao nên đành lủi đi trước. Họ cứ thế rời đi mà không giải thích gì khiến Fle chẳng hiểu chuyện gì lúc ở trên tàu. Rebecca nhận được tin là có thiên thạch rơi xuống. Ao lúc này đã gặp mặt nhóm phi công của ông bác đây. Ông là Bruno và đây đều là những thành viên của ông. Cô gái nhỏ nhất này nhìn vậy chứ cũng ngang tuổi và xem bản thân là đàn chị của Ao. Đột nhiên ông Bruno nhận được nhiệm vụ nên đã gọi cả nhóm lên đường. Họ trả lại con lười cho cậu và sau đó cùng ông Bruno rời đi. Sếp của nhóm Ao đã đến phòng chỉ huy thì phát hiện nhóm Gazelle ở đây. Chủ tịch cho biết họ từ giờ sẽ là người trong tổ chức. Ao lúc này được Elena đưa đến ký túc và nhốt cậu ở ngoài này chờ. Fle tìm đến thì thắc mắc lý do cậu ở ký túc xá nữ. Cậu lấy Elena làm lý do khiến cô thắc mắc vì cả hai từ khi nào mà thân đến mức này. Trong lúc đó, nhóm của Bruno đã bắt đầu tiến vào chiến trận. Ba cô gái đã lên trước thì vô tình một con quái vật di lao ra khiến một người rơi mất. Chúng liên tục xuất hiện ra từ sau những đám mây khiến họ không thể lường được. Bruno đã gọi tiếp viện và bên phòng chỉ huy quyết định cho nhóm của Ao ra trận. Sếp không cho phép vì nhóm ông mới từ trận chiến trở về, nhưng chẳng còn cách nào khác. Fle và Elena đã nhanh chóng nhận lệnh và cô cho biết tổ chức vốn dĩ chỉ muốn lấy lại robot của mẹ cậu nên cậu có muốn tiếp tục với cuộc chiến hay không là tùy cậu chọn và không ai ép buộc cậu đã theo hai cô gái đến phòng thay đồ cho phi công và sếp đã cho cậu xem bộ đồ của riêng cậu cả ba sau đó đến nhà chứa và ao đã đến gặp alex và được ông cho biết phi cơ của cậu đã được sửa lại và có thể bay tốt đồng thời tổ chức cũng đã đổi tên phi cơ này thành cái tên mà mẹ cậu đã chọn họ sau đó đã chính thức cất cánh và lên đường đến chiến trận trong thời gian đó tại nước đồng minh mà ao vừa rời đi một tên trùng buôn vũ khí đã nhìn ra cấp dưới hắn là một tên phản bội nên cho người chĩa súng vào đồng thời tại một nhà kho đây là nơi mà bọn buôn lậu tàng trữ vũ khí chính phủ đã tìm đến dẹp loạn trung cô chống trả những súng đấu với xe tăng là không thể ở bên tên trùng người cấp dưới này đã xử hết đám bảo vệ nhưng kẻ này vẫn không biết bản chất thực sự của hắn là ai một tên từ dưới hồ bơi ngoi lên nhưng chỉ thấy một người phụ nữ còn nhà kho bên kia đã tan hoang và người của tên chỉ huy không hiểu sao chỉ huy lại muốn chúng bắn trả nhưng chỉ huy nãy giờ chỉ trốn chứ không hề ra lệnh bắn và một kẻ có khả năng biến hóa cũng xuất hiện trước mặt ông ta cả cô gái bên kia lúc này đã chiếm lấy robot của tên dưới hồ và lái nó thẳng đến chỗ của con quái vật mà tổ chức đang nhắm đến quay lại với ao sếp đã cho cậu gặp gheo một ai trong hệ thống của họ gheo cho cậu biết rõ vị trí mà cậu cần đến và nhiệm vụ là họ sẽ phải xử lý đám quái vật đồng thời giải cứu ba phi công của nhóm bruno họ buộc phải đi nhanh vì tàu chỉ huy phát hiện bruno đang cố tiến thẳng vào trong họ nghi ngờ ông sẽ đâm vào tàu của quái vật để mở đường họ cố đến nhanh hết sức nhưng kết cục là vẫn muộn và bruno đã hy sinh để họ thấy được vị trí của tàu quái vật trong đám mây tàu chỉ huy muốn họ lui về vì vụ nổ đã khiến năng lượng bị xáo trộn nên phi cơ của họ sẽ khó có thể bay khi đến gần tàu quái vật đột nhiên con robot mà cô gái ban nãy chiếm lấy đã lao vào chợ giúp bắn vài phát rồi sau đó bay đi mất họ sau đó đã đồng loạt trở về và tàu chỉ huy muốn cả nhóm hãy cố gắng cứu cả phi công lẫn lấy tất cả bộ phận hỏng hóc mang về lúc bay ngang qua chỗ cô gái kia cô vô tình nhận ra con robot ao đang lái mà bất ngờ lúc trở về ao đã đến bệnh viện thăm những phi công và cậu đến gặp người nhỏ tuổi nhất là chloe cô giờ mới bật dậy và gặp ao cậu cho cô biết mọi người vẫn ổn và giấu đi chuyện đã xảy ra với bruno cậu đã ở lại canh cho chloe ngủ nhưng giữa đêm cậu cũng ngủ luôn cô thấy bên chỉ huy gọi cho ao nên nghe thử và biết chuyện đã xảy ra với bruno còn ao thì đã ngủ nên họ để cậu nghỉ ngơi luôn mà tự mình xuất kích chloe đã gọi cậu tỉnh dậy và cậu biết ai nấy đều đã xuất trận cậu nghĩ bản thân vô dụng nên chẳng ai cần và bắt đầu tự trách bản thân khiến chloe không chịu được cô cho rằng ai nấy chỉ đang cố bảo vệ cậu vì cậu đang thiếu ngủ mà ra đó thì khác gì hiến mạng chloe thừa nhận bản thân đã cố học theo ao bằng cách xông vào vùng hoạt động của tàu quái vật nhưng việc này đã báo hại lại chính họ khi để bị đánh trả và thất bại cậu nghe cô động viên thì đã quyết định lên đường hai cô gái sau đó đã cố bắn tầm xa nhưng chẳng ăn thua nên ao đã tìm đến và muốn họ khai hỏa để mở đường cho cậu cậu đã lao xuyên qua cơn bão và rồi bám vào một tàu bỏ của con quái vật phá đi tàu nhỏ thì nó lại thả thêm cái khác xuống nên cậu dùng nó như bàn đạp để leo lên khi đã tiếp cận thì cậu chỉ việc đấm vỡ đầu của con quái vật và thành công tiêu diệt nó Lúc trở về, cậu nhận được lời khen từ sếp và sáng hôm sau, cậu có thấy người ta đã đến thu dọn đồ của Bruno. Cậu vào xem thì thấy ông luôn đặt những đứa cháu trong nhóm lên hàng đầu và ông làm việc với tiêu chí là không phải giờ để trẻ em phải chết. Cậu đau lòng vì một người tốt như ông lại ra đi. Trong lúc đó, cô gái có khả năng biến hóa kia đã tìm đến trước cửa của tổ chức và tấn công. Cô ta biến hóa liên tục từ dạng này sang dạng khác và cuối cùng thì trở về hình dạng thật. Và kẻ tóc trắng này tự xưng hắn là chút, sự thật cảnh sát liên tục được điều động đi nhưng họ đều bất lực trước sức mạnh siêu nhiên của hắn vài người đã quay lại và gửi hình ảnh về cho bộ chỉ huy sếp muốn ao và phờ le cứ ở yên vị trí đó và sẽ có người đến đón cả hai ông thắc mắc elena đâu vì gọi mãi mà không thấy trả lời bên chủ tịch lúc này đã xem việc một kẻ mà có thể gây ra thiệt hại đến mức này thì không phải vấn đề nhỏ nhưng vấn đề là tên này thuộc phe hay nước nào và có thể trong trường hợp tệ nhất họ sẽ phải tiêu hủy cả căn cứ trong lúc đó Tên Chút đã tìm đến chỗ của một ngôi sao tên là Miro. Quân đội ngay lập tức được cử đến để bảo vệ cô lẫn xử lý luôn Chút. Hắn bị dồn lên sân khấu nhưng hắn chỉ việc nhảy lên và để chiếc thắt lưng xử lý phần còn lại. Chút sau đó lại bỏ đi và mặc kệ Miro. Gazelle lúc này vì bị dừng tàu đột ngột nên đã đến nhà vệ sinh để nôn ọe. Anh ta lại đen đủi khi gặp Chút ở đây. Hắn lại bị quân đội bao vây và lại thoát đi dễ dàng. Chủ tịch muốn đội của Ao ra trận nhưng vì giờ chỉ mới tàu của Ao xong trước nên cậu đành đi một mình đột nhiên chút xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hắn thắc mắc cậu là ai mà lại đi ngồi trong robot của người phụ nữ ấy. Cậu biết hắn đang nói đến mẹ cậu. Rebecca cố bắn trả thì bị hắn trả đòn. Ao đã buộc phải lái phi cơ bay đi và đưa cả tên chút đi theo. Hắn nhận ra cậu có thể sử dụng thứ thuộc về người đó nên đã gọi ra một cái bóng khổng lồ. Ba cô gái nhóm Chloe lúc này đã có thể xuất viện. Họ thắc mắc ao đầu. Lúc này, Nazu lại trốn nhà đi đến nơi bố cô làm việc để xem. Trong lúc đó, Cha của Gazel muốn anh ta nhận lấy nghề của ông nhưng anh muốn điều tra về những thứ mà chính phủ đã giấu khỏi người dân. Nazu thì gặp lại Ao và cô đã được Ao dẫn đi xem thứ khối thiên thạch đã ngừng hoạt động kia. Cô thắc mắc lý do Ao về thì cậu cho rằng bản thân muốn gặp lại cô. Cậu đã làm cách nào đó mà khởi động lại thiên thạch. Cậu muốn Nazu hít lấy một hơi và đột nhiên cô không cảm thấy bệnh của bản thân nữa. Có điều một lúc sau thì Ao với bố của cô mới tìm đến. Kẻ bên cạnh hiển nhiên là Chút hắn đã khiến trần nhà sụp xuống và dẫn na du xuống dưới rồi một mình rời đi cô thấy ga tìm đến thì bám vào anh để đi theo ao đã xông đến đối đầu với chút và hắn ban đầu xem cậu chính là người có thể giúp hắn biết sự thật về thế giới nhưng na du lại là người khiến hắn hứng thú hơn hắn nhảy đến và cái bóng khổng lồ kia lại xuất hiện na du nhìn thấy cái bóng này thì vô tình nhớ ra việc cô năm xưa đã được cái bóng này cứu lấy khi cô suýt bị cột sáng kia nuốt chửng cô sau đó đã nhảy khỏi xe và ao đã cố đến đỡ thì cô né đi vì cô biết bản thân có thể bay. Chút đến đỡ cô và cô đã quyết định bảo vệ hắn ta. Hắn sau đó đã gọi xuống một cột sáng đưa Nazu đi. Cậu bất lực nhìn cô bị đưa đi và khi tỉnh dậy thì biết bản thân đã bất tỉnh suốt ba ngày. Cậu được hai cô gái kể về việc đã xảy ra. Rằng cậu và Chút đã bay đi và hai cô gái cố đuổi theo thì Chút đã biến mất còn cậu thì bất tỉnh sau khi rơi. Cậu thấy mừng khi tất cả chỉ là mơ, có điều. Phờ le cho cậu biết rằng hòn đảo cậu ở đã gặp chuyện và Nazu đã bị bắt đi. Quân đội nhiều nơi đã nhốn nháo chỉ vì sự kiện vừa rồi. Tối đó, Ao đã tự tiện tìm đến nhà chứa và lấy phi cơ trốn đi. Alex nhận ra và trèo lên rút nhiên liệu kịp thời khiến cậu bị bắt lại. Sếp cho rằng việc của họ không phải là đuổi theo khủng bố mà là đấu với đám quái vật gì. Chủ tịch cũng đã tìm đến và ông quyết định chỉ cảnh cáo cậu lần này. Ngày hôm sau, Ao đi đâu cũng thấy bị bạn của Gazelle bám theo. Cậu đến chỗ của Le thì Gazelle cũng đến đây. Cậu không biết Gazelle muốn gì nhưng đừng có bám theo cậu. Phở le cho rằng anh nên kín đáo hơn nếu muốn theo dõi, nhưng đây đều là chủ đích của chủ tịch để khiến Ao bị áp lực. Gazelle cũng biết cô là con gái chủ tịch và quan hệ giữa cả hai không tốt lắm. Hiển nhiên là Ao cũng vậy. Ngày hôm sau, có thiên thạch rơi xuống nên nhóm Ao được cho ra chiến trường. Chủ tịch đã đi gặp bộ trưởng ở trong văn phòng và bộ trưởng cho ông biết vài thượng nghị sĩ đã gây áp lực lên tổng thống chỉ vì tiền họ đầu tư vào con robot của Ao đột nhiên bay màu. Bên chỉ huy muốn họ ưu tiên việc an toàn chứ không cần quá vội vì con quái vật lần này là một loại từng xuất hiện và nó đi đến đâu là xét đánh xuống đến đó họ phải tránh kích động nó di chuyển quá nhiều đột nhiên cấp trên gọi đến báo là hủy bỏ chiến dịch họ biết chính chủ tịch đã bị chính phủ mỹ gây sức ép để cả thành phố mà thiên thạch rơi xuống bị cho bay màu gheo cho họ biết ở thành phố này toàn là những thành phần chống đối lại mỹ mỹ đã xem nơi này là tiếp tay cho bọn khủng bố mà cho phá hủy ao không thể chấp nhận nhưng chủ tịch làm vậy chắc chắn là để đảm bảo cho tổ chức còn được tiếp tục hành động cậu tức giận chạy vào trong thành phố kia thì fle đã đi theo cả hai ngồi tâm sự về việc ghét bố ra sao cô ghét bố là vì trước đây cô và mẹ đã gặp tai nạn và chỉ có thể cứu một trong hai bố cô chọn cứu cô khiến cô ghét ông vì để cô sống với gánh nặng là bản thân đã hại chết mẹ đột nhiên sếp tìm đến và cho họ thấy về những hình ảnh của người dân sau thiệt hại mà con quái vật do thiên thạch gọi đến việc người dân thấy được bản thân đã khiến cục liên bang bị gây sức ép nên họ buộc phải cho tiếp tục nhiệm vụ Cả nhóm đã quay lại nhiệm vụ và được giải thích về cơ chế quái lần này. Con này đúng là sẽ không thể tấn công họ nếu họ không vào vùng hoạt động của nó. Tuy nhiên, nhưng tia sét nó thu hút xuống thì khác và họ chỉ có thể né bởi nếu dính một tia sét là máy móc sẽ ngừng hoạt động. Sau khi đến gần, cả nhóm đã chạm mặt con quái vật và nó có vẻ như đang tích tụ điện, cả ba đã chia ra tấn công nó. Đột nhiên nó tích tụ điện và phóng ra thẳng về phía Elena, cô bị dừng máy móc và kế hoạch không thể thiếu Elena nên chỉ Huy muốn họ hủy nhiệm vụ trở về. Nhưng con quái đột nhiên đổi thành một khối và bay lên cao để tự thả mình vào khối thiên thạch để gây ra một vụ nổ lớn, nhưng Ao và Fle không muốn điều đó xảy ra nên đã quay lại, vì nếu để con quái vật thành công thì ý đồ của quân đội Mỹ sẽ hoàn thành. Con quái vật lúc này đã lên đủ độ cao và bắt đầu tự thả rơi xuống, cả hai đã bay lên bám vào con quái vật và để La bắn liên tục vào con quái. Ngay lúc sắp đâm trúng thiên thạch thì Fle đã bắn vỡ nó và khiến nó phát nổ trước khi đâm vào thiên thạch cả hai vẫn còn sống và khi trở về thì hí hửng đi gặp chủ tịch để xem mặt ông như nào nhưng đi qua thì họ mới biết đoạn phim đó đã do chủ tịch cố ý sắp đặt người để quay chứng tỏ từ đầu ông đã cố ý để họ tiếp tục nhiệm vụ ông lúc này đã hỏi thử sếp về việc ông từ chối lệnh quay về thì ông lấy lý do là hỏng động cơ sau cùng mấy câu hỏi này cũng chỉ là để phục vụ việc báo cáo là chính ông sau đó đến kiểm tra ao và phở le. dù cả hai khá buồn khi không thể thấy được khuôn mặt cay cú của chủ tịch nhưng chỉ ít nhờ vụ này mà cả hai đã thân hơn Tối đó, người của chính phủ Mỹ đã gửi sang chính phủ Nhật một vài thông tin tuyệt mật mà họ cần trong cuộc chiến với quân đội trên đảo và những thành phần chống đối khác. Tay trong của tổ chức đã gửi những dữ liệu này về và đến sáng hôm sau, hai cô gái trong nhóm đã đi bơi cùng con lười. Ao có tìm đến và muốn họ đi luyện tập, nhưng họ nghĩ cậu không biết bơi. Cậu sau đó có nhận thông tin về nhiệm vụ, còn sếp thì vô tình nghe ra việc quân đội Nhật đang cố mô phỏng lại khối thiên thạch kia và họ không thể để Nhật nẫng tay trên sẽ phải đi thu thập khối lập phương trong thiên thạch một cách âm thầm nhất nhóm của Gazelle đã được cho nhập cảnh vào Nhật. Anh và hai người bạn sẽ phải lên một chuyến tàu và đến địa điểm đã định sẵn. Họ sẽ nhận nhiệm vụ bắt thông tin từ quân đội Nhật. Chúng đã có mẫu thử nghiệm và nhận thấy chúng đang có tỷ lệ thành công khá cao. Chủ tịch đã phải cho gọi đến nhóm của Ao. Hai cô gái lúc này đang ngồi hóng mát bên ngoài còn Ao thì vẫn đang cố nghiêm túc trong nhiệm vụ. Ao không biết phải chờ đến bao lâu nhưng giờ họ chưa được manh động vì quân Nhật đã có một mẫu hoàn chỉnh cho việc mô phỏng thiên thạch nên chắc chắn quái vật sẽ tìm đến. Và nó tìm đến thật. Quân Nhật muốn bắt giữ quái vật để chúng làm vũ khí, nhưng địch không ngờ việc này lại gây thiệt hại đến cho chúng. Trong lúc đó, nhóm Ao đang di chuyển dưới mặt nước. Cậu thắc mắc sao không đánh trên kia thì mới biết nhiệm vụ của họ là thu hồi khối lập phương nhân tạo do Nhật làm ra. Vì như được biết thì thứ đó là thứ mà đám quái vật nhắm đến, khác với mọi lần khi phải thu hồi thì lần này họ phải tiêu hủy luôn khối đó. Cậu muốn giúp người nhưng họ cho rằng giúp thì người Nhật cũng chẳng tỏ ra biết ơn cậu. Cậu mặc kệ vì có người đang chết đi ngoài kia sếp đành giao cho hai cô gái nhiệm vụ đi thu hồi khối lập phương. Ao đã bay lên khỏi mặt nước thì bị quân Nhật nhìn thấy. Chúng muốn tìm cách lấy lại nhưng chút đã ở đây và cấm kẻ nào đụng vào con mồi của hắn. Nhưng Gazel đã phi xe đến và tông thẳng vào. Ao lúc này đã nấp xuống nước để chờ quái đến mà phản công. Cậu nhìn kỹ ra đa thì đột nhiên một chân của cậu bị bóp méo. Gazel giờ mới ra được khỏi xe và nghĩ rằng đống hỗn độn này là do chút gây ra. Còn hai cô gái thì đã tìm đến chỗ cần đến nhưng khi mở ra thì cô nhận thấy trong này không phải nguyên một khối mà là nhiều mảnh vụn được tụ về một chỗ. Nếu xảy ra bất chắc thì toàn bộ mảnh vụn này sẽ phát nổ. Chú cũng đã giải thích điều này cho Gazelle biết và anh nhận ra lý do chiếc xe của anh bị thiệt hại như lúc đầy chính là vì mảnh vụn này gây ra. Còn ao thì đã bị quái tóm lấy và kéo xuống sâu hơn. Áp lực nước đang dần phá hỏng robot khiến cậu phải cắt chân đi hai cô gái đã tìm đến trợ giúp cậu nhưng họ chẳng thể thấy con quái đâu đột nhiên nó bơi vào vùng có nhiên liệu thì khả năng từ mắt cậu đã giúp cậu nhìn thấy được nó cậu đã chém vào nhiên liệu của hai cô gái để nó xả ra và làm lộ diện con quái cậu nhanh tay bám vào nó và đấm nát nó ngay tại chỗ cậu sau đó cũng cạn nhiên liệu và sắp rơi xuống thì hai cô gái đã kéo cậu lên cả ba đã ráng về trước khi hết nhiên liệu chút cũng tiện thể sủi luôn lúc về tàu hai cô gái thắc mắc lý do cậu thấy được cậu cũng không rõ vì chỉ nhìn được khi cậu cố nhìn tối đó Chút đã xử lý vài kẻ đứng đầu quân đội Nhật và rồi bắt tay với một kẻ muốn lật đổ đất nước này. Vài ngày sau, nhóm của Ao đã phải lên đường đến Mỹ vì nơi đó vừa có một vụ rơi thiên thạch và quân đội Mỹ đã cố hết sức chống trả lại quái vật. Sếp cũng không ngờ Mỹ đã phải vứt đi sĩ diện chỉ để nhờ họ trợ giúp. Vì cả nhóm đang bị kẹt lại ở biên giới Mexico và Mỹ nên Gazelle và Rebecca buộc phải đi nhờ sự trợ giúp từ thống đốc tiểu bang. Nhưng ông thống đốc này chẳng chịu nghiêm túc mà cho rằng đây là việc không đơn giản ông ta còn là sếp cũ của rebecca nên cũng nhắc cô nhớ nhiệm vụ về một đất nước đã bị xóa sổ đất nước đó được cho là nội chiến và tàn sát chính đồng bào nên đã bị thế giới bỏ rơi và biến mất nhưng cuộc tàn sát đồng bào đó lại chính do công ty cũ mà ông ta và rebecca từng làm giàn dựng lên trong lúc bên kia đang ôn kỷ niệm thì ao có thắc mắc lý do mà tên đội lại được đặt theo tên của người thổi sáo thành hamelin gell đã ngồi giải thích nửa tiếng đồng hồ khiến ao chán quá cậu đi tuần một chuyến và quay lại thì vẫn thấy nó còn nói cấp trên đã gọi đến và cho biết quái vật đã bắt đầu tấn công đợt hai quân mỹ thì đã dùng bộ binh để tấn công con quái lần này theo như được biết thì con quái lần này có vùng hoạt động khá lớn và vì chủ tịch chưa đòi gì được từ bên mỹ nên ông muốn cả nhóm rút về xếp quyết định lần này ông sẽ tự làm theo ý mình và tiếp tục nhiệm vụ ao đã theo ông và cả hai đều cảm thấy vụ này có gì đó rất đáng ngờ cả hai đã xâm nhập vào phận sự của mỹ và phát hiện dù cả thành phố bị tấn công nhưng người dân vẫn đang tập hợp trên nóc nhà mà chưa di tản Lúc đến hỏi thì họ biết tên lính kia đã không cho người dân mà quân lính rời đi. Hắn lộ ra là chút khiến ao lao đến đòi lại Nazu, hắn nhanh chóng giữ cậu lại bằng sức mạnh của hắn. Quân lính đang đánh với con quái vật kia thì cũng đã thất bại toàn tập. Và Rebecca với Gazel thì vẫn chưa đàm phán được với tên thống đốc này. Ao tỉnh lại thì thấy cả tòa nhà đã bị chút dịch chuyển đến vị trí của con quái vật. Nó bắt đầu thả ra nhưng con quái nhỏ đến tấn công con người khiến Ao bị hoảng sợ đến mức chẳng thể di chuyển. Sếp đã phải đưa cậu vào trong lánh nạn. Gazelle và Rebecca được cho biết rằng con quái lần này đã bị con người tấn công nên nó cũng đã mặc định xem con người là kẻ thù dù họ có vũ khí hay không. Cả hai buộc phải đàm phán nhanh chóng và đặt ra điều kiện gì cũng được. Gazelle biết Rebecca đang do dự vì ông sếp. Anh đã nghe qua quá khứ của ông sếp và ông lúc này cũng đã kể lại cho ao. Ông cho biết bản thân từng là một người lính trong cái đất nước bị thế giới bỏ rơi kia, ông đã mất cả gia đình tại nơi đó nhưng ông không thể oán hận vì ai cũng có tội như nhau. Lý do ông chọn cái tên người thổi sáo là vì ông chính là người đã dẫn dắt những đứa trẻ như họ vào chiến trường, nhưng ông sẽ không để bất kỳ ai phải chết. Ao thì liên tục bị sốc tâm lý chỉ bởi vì nỗi sợ cái chết khi liên tục thấy điều mà những con quái đã làm với hình nộm. Ông xếp lúc này đang tính mở đường thoát thì đột nhiên ao lao ra với cái lều rồi trốn trong đó, đám quái cũng đột nhiên bỏ đi và cậu cho biết đây là thử nghiệm. Cậu nhận ra mấy con quái chỉ nhận diện con người qua hình dáng. Cậu đã liều lĩnh như vậy chỉ để không muốn thấy ai chết nữa. Cậu sau đó đã dẫn đầu mọi người thoát ra trong những cái lều và không một ai phải bỏ mạng. Gazelle lúc này cũng đã ra ngoài và để Rebecca tự đàm phán, cô lấy súng đe dọa luôn và thành công có được quyền đưa cả con tàu vào để hỗ trợ Sếp và Ao. Ao muốn nhanh chóng tiêu diệt quái vật để ngăn nó vào thành phố. Họ sau đó đã tập hợp đủ 3 robot và Ao chẳng thể tiến được đến gần con quái vì nó thả quái nhỏ ra liên tục. Sếp đã có ý tưởng, ông sẽ lấy bản thân làm mồi nhử để dụ nó mở miệng ra, ngay lúc đó thì họ phải xả toàn bộ đạn vào mồm nó sau nghe nó đen tối giữ ta, ai nấy đã làm theo và thành công tiêu diệt hoàn toàn quái vật. Lúc ra về, sếp căn dặn Gazel là không được nhắc đến quá khứ của ông nữa. Rebecca đã nhắc sếp là những thành viên trong nhóm rất cần một người thổi sáo như ông dẫn đầu nên đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Có điều, ông tin tưởng ao cũng có thể trở thành một người thổi sáo như ông. Vài ngày sau, Gazel và cả nhóm của anh đã đi điều tra về cô ca sĩ tên Mirokia. Qua điều tra thì họ thấy cô ca sĩ này và Elena có tỷ lệ giống nhau đến 97%. Trong lúc đó, cả nhóm đang phải đi làm một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật và Elena thì cứ lơ đễnh đến mức quên cả tên bản thân. Thắc mắc về việc thiên thạch và quái vật đến từ đâu thì nay vẫn chưa có câu trả lời. Ao sau đó đã tìm được khối thiên thạch nhưng vẫn chưa thấy con quái. Cái bóng khổng lồ của tên chút xuất hiện khiến Ao mất bình tĩnh mà tấn công, nhưng quét qua thì chẳng có tí hiệu nào. Ao và hai cô gái lại tranh cãi vì Fle cho rằng cậu đang lo cho bạn gái. Elena khịa lại cô về vấn đề với cha khiến cô nói xấu ông và cả phòng điều khiển lẫn chủ tịch đều nghe hết cái bóng của chút vẫn còn chui lên để vẽ mặt chủ tịch để chọc tức phờ le họ sau một lúc vẫn không thấy quái đâu nên quyết định sẽ đi thu thập khối lõi kia luôn nhưng có một luồng khí gì đó đã xâm nhập vào trong robot của cả hai cô gái tối đó gazel đã gọi cho chủ tịch để biết thêm thông tin về Elena vì anh có giả thuyết rằng Elena và cô ca sĩ miro kia là cùng một người vì anh nghi ngờ cô ca sĩ chút đó là gián điệp của mỹ nhưng bằng cách nào mà elena vừa có thể vừa lái robot vừa biểu diễn ở ấn độ được thì họ không dám chắc anh đã ngẫm lại lời của tên chút và hắn gợi ý rằng anh không thể thấy sự thật mà sự thật sẽ hiện ra khi anh đi tìm nó quân đội mỹ lúc này đã nhận thông tin và đúng miro đó là gián điệp của chúng nhưng họ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của miro và qua điều tra thì họ biết gián điệp của họ bây giờ không phải miro mà họ đã thuê cô là một người khác và chính là elena trong lúc đó cả nhóm phi công vừa về đến nhà chứ thì đội kỹ thuật đã bắt đầu rửa cát đi bớt Đột nhiên loại cát kỳ lạ kia đã thoát ra và bám vào ba cô gái nhóm Chloe. Họ bắt đầu mất tự chủ và rồi chạy vào phi cơ và lái đi. Elena cũng dính và chạy qua phòng ao để lây cho cậu một ít. Cả hai lái xe đi mất và xếp thấy mỗi con lười ở lại. Họ sau đó thấy ba chiếc phi cơ của nhóm Chloe bay loạn nên đã ngắt điện và đem họ đi chữa trị. Phở cũng dính và đang bị gây mê. Lý do là vì một loại năng lượng đã lẫn vào cát và không khí khiến não bộ bị kích thích và sinh ra ảo giác. Họ thắc mắc Elena vào ao đâu thì cả hai lúc này đã đi gặp một Miro khác, cô định biểu diễn thì đột nhiên quay ra bắn thẳng hai người đồng nghiệp rồi dẫn Elena và ao đi. Cả hai bị lừa rằng đây là một thế giới ảo và họ cần phải thoát ra bên ngoài. Cả ba lái xe ra ngoài và Miro cố lừa rằng thế giới thật là nơi mà họ không cần chiến đấu. Nhưng đột nhiên ao lại bị ảo giác và nhìn cả hai là Nazu và mẹ cậu. Elena đột nhiên tỉnh ngộ và biết Miro này là gián điệp, cô kéo ao ra khỏi và nhờ sếp ở phía trước cho người bắn hỏng xe. Tên gián điệp trong đó cũng bay màu và sau vụ việc, chủ tịch đã gọi cho Gazelle và cho biết Miro và Elena là thực sự giống nhau, chứ không phải là cùng một người nên giờ họ có thể dừng điều tra mà trở về. Thế nhưng lúc này, người của quân Mỹ đã đến nhà của cô giúp việc từng làm việc cho gia đình Elena trước đây, bà cho biết Elena thật sự đã chết. Điều đó chứng tỏ Elena đang ở tổ chức lúc này là một người thứ ba đã giả dạng thành cả Elena lẫn Miro, đau não quá, nhóm của Ao lại nhận. Nhiệm vụ và lên đường, Ao đến giờ vẫn không biết Na Du bây giờ ra sao. Cô thì vẫn đang ổn vì chút đã giúp cô chữa khỏi bệnh và còn đối xử tử tế và kể cô nghe nhiều thứ. Cô cũng hy vọng chút sẽ không hại đến ao. Nhóm Gazel lúc này đã mò xuống dưới căn cứ để cố tìm nơi cất giữ những khối lõi mà họ lấy từ thiên thạch. Nhưng ao và nhóm cậu lúc này mới đang ở nơi cất giữ thật sự. Đó là một vệ tinh ngoài không gian và tại đây ao có gặp được Hanna. Cô là chỉ huy của nơi này. Trong lúc đó, chút đã đi gặp một người bạn cũ và kẻ này biết chút là con trai nuôi của một vị tiến sĩ nhưng hắn không thích bị bới móc quá khứ nên đã dập đi bằng chứng đột nhiên có thông báo về thiên thạch xuất hiện ở không gian nếu hoàn thành thì vụ này họ sẽ có tiếng vang hơn ngược lại nếu thất bại là đi hết ao thắc mắc sao nhóm của hanna không tham gia thì được cho biết là họ chỉ hỗ trợ khi cần vì nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ khối lõi ao đột nhiên không còn nhìn thấy đường của gió ở đâu nên hanna đã cho gọi cậu về kiểm tra theo như suy đoán thì thứ cậu nhìn được là hướng bay của năng lượng. Và những lần trước cậu luôn bay theo hướng mà nó dẫn lối, quả thật là Ao nhìn thế giới khác hẳn cách mà họ nhìn. Hana đã cho Ao và cả nhóm thấy về sự kiện 13 năm trước. Chính mẹ cậu là người đã bay ra từ cột sáng giống như cách thiên thạch và quái vật xuất hiện. Khả năng Ao là người ngoài hành tinh cũng là khá cao. Hana không muốn cậu tham gia vì cậu khó để nhìn rõ trong không gian và cũng lo về việc cậu có thể chiến đấu với chính đồng tộc ngoài hành tinh. Nhưng Ao vẫn chọn chiến đấu hai cô gái sẽ lo phần lớn việc và cậu chỉ cần lao vào kết liễu nữa là xong ao đã đứng chờ ở ngoài và quái lần này là một chiếc hộp và mọc ra một cái đầu rắn nó khạc liên tục về phía hai cô gái và không để ý đến ao nên cậu đã rút súng bắn và bị nó tóm lấy rồi kéo vào hộp ao đập từ trong hộp chui ra và thành công tiêu diệt nó cậu sau đó đã nhảy lên khối thiên thạch và đột nhiên vệ tinh nhật bắn phá khiến thiên thạch bị tách đôi cậu bị kẹt trên thiên thạch và sắp rơi cùng nó xuống trái đất họ lo sợ nhiệt độ của khí quyển sẽ khiến ao nóng quá mà gặp nguy hiểm đột nhiên a dù đã làm gì đó khiến một cái lỗ xuất hiện ở ngay cạnh chỗ ao cậu đã chui vào đó để tránh nhiệt và khi khối thiên thạch vỡ ra thì trong đó là cả một con tàu một robot đã bước ra và vẫy tay cậu để ra hiệu là dùng con tàu như tầm ván cậu đã đứng trên đó và thành công cùng robot kia hạ cánh an toàn xuống biển khi gặp được phi công bên kia ao bất ngờ khi đó là mẹ cậu nhưng trẻ hơn rất nhiều và gần như ngang tuổi với cậu chuyện gì đang xảy ra còn bí ẩn nào chưa được giải đáp tất cả sẽ có trong phần 2 của Euca 7 out, còn bây giờ thì tạm biệt